Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 95%, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 1 tháng 12 trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở đây xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,14m, tại trạm Tân Hưng là 1,55m, trạm Vĩnh Hưng mực nước ngày mai là 1,65m, ở trạm Hưng Điền B là 1,63m và 1,54m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía nam, mực nước khu vực này xuống theo triều. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ và từ 22 đến 0 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,32m và trạm Bến Lức là 1,36m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 22 đến 0 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới tức đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất ở đây từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.